Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sắp diễn ra, sáng nay, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã phối hợp với ngành y tế thành phố tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thí sinh và những người làm công tác thi của kỳ thi. Khoảng 16.226 người, gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an, bảo vệ, thanh tra, tình nguyện viên, thí sinh tham gia các khâu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các điểm thi bố trí nhân lực tại cổng ra vào để đón thí sinh, hướng dẫn thí sinh tập trung ổn định tại phòng và lần lượt gọi thí sinh theo phòng làm thủ tục dự thi về khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Kỳ thi năm nay có khá là khác so với những năm khác là phải có qua một kỳ xét nghiệm trước khi thi. Thì em thấy là cũng là một điều tất yếu trong cái tình trạng dịch bệnh hiện nay. Còn về việc mà kỳ thi sắp tới thì em đang rất tự tin về việc là có thể đào được vào trường học mình mong muốn và sẽ làm hết sức để có thể để làm được việc ấy. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố là đơn vị thực hiện xét nghiệm theo phương pháp lấy mẫu gộp, 10 người trên một mẫu gộp. Việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm tạo tâm lý an tâm cho thí sinh và những người làm công tác thi. Trong kỳ thi đợt này thì đội hình phường thanh niên phường An Hải Đông thì tham gia tiếp sức mùa thi với 12 tình nguyện viên. Mình cảm thấy là cái việc mà xét nghiệm trước khi mà tham gia thi thì nó góp phần đảm bảo tạo cái điều kiện an toàn để mọi người cùng thực hiện phòng chống dịch trong cái điều kiện thi cử để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Cũng trong sáng nay, người làm công tác thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Võ Chí Công, điểm thi dành cho các thí sinh thuộc diện F do liên quan đến dịch COVID-19, được hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng chống dịch và được lấy mẫu xét nghiệm tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn. Thí sinh thi tại điểm thi này được địa phương lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly tập trung hoặc nơi ở đang cách ly y tế. Trường hợp thí sinh không tham gia lấy mẫu xét nghiệm phải được bố trí thi riêng tại phòng thi dự phòng của điểm thi. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không tham gia lấy mẫu xét nghiệm sẽ không tham gia các khâu của kỳ thi và sẽ bị xử lý theo quy định.